Tôi đang đi trên phố Bùi Viện, khu Tây Ba Lô Phạm Ngũ Lão, nổi tiếng Sài Gòn, quận nhất. Quý vị thấy quán bar, quán ăn. Đi trong lề nha con. Đi đằng trước má mi á, chạy lên trước á. Mấy anh thấy thích ăn cái gì ghé mua nha. Trái qua đường nha con, mua rồi quẹo trái qua đây nè con, quẹo trái qua đây nè. Đây qua đề thám. Đây Sài Gòn phố. Đây xa xa cà phê. Mấy chú đang đợi xe đang đi Đà Lạt rồi đó bạn. Đi xe đêm á. Đi Đà Lạt luôn nha. Đi Đà Lạt luôn hả? Ngủ giấc tới sáng hả? Tới Đà Lạt hả? Sớm quá trời sớm. Đây góc đề thám Phạm Ngũ Lão. Qua khu chợ đêm kìa.
đây khu chợ đêm. À, đi vòng ngoài vậy. Ý, đá cào hết rồi. Chợ đêm ẩm thực xuân đã đến đây làm gì dáng trên tuổi thơ xuân đã đến đây làm gì Thích ăn gì mua Peter có kem đằng kia nữa kìa. Khi về đường quên nhà em.